Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury, chúng ta đã quay trở lại cùng với chuyên mục review đồng hồ và ngày hôm nay thì hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về chiếc Rolex Day Date 228239 để xem là nó có gì thú vị nhé. Có một thứ vàng mà chúng ta không thể đo bằng gram. Vàng của Rolex, hay chính xác hơn là đồng hồ Rolex vàng, là minh chứng cho sự thành công và cho chất lượng tuyệt hảo, cả giá trị lịch sử mà chúng ta chẳng thể nào tính toán giá trị bằng cân nặng. Trong số tất cả những chiếc đồng hồ cao cấp thì top các mẫu đồng hồ được lựa chọn nhiều nhất đến từ các thương hiệu đồng hồ Patek Philippe, Breguet và cả những chiếc đồng hồ Rolex Day Date. Khá là đặc biệt rằng những chiếc đồng hồ Rolex Day Date thì thường có nickname là Rolex Tổng thống hay còn gọi là Rolex President. Tuy nhiên thì biệt danh này xuất hiện để mô tả những chiếc đồng hồ Rolex Day Date đời đầu đi kèm với dây đeo Jubilee mà không phải là dây đeo có 3 mối nối trong mẫu đồng hồ Rolex Day Date 228239 như hiện tại. Bí mật đằng sau nickname Rolex President đến từ sự thật rằng cả 3 vị tổng thống Mỹ đó là Eisenhower, Jack Kennedy và Lyndon Johnson đều sở hữu những chiếc đồng hồ Rolex vàng khối đi kèm với dây đeo Jubilee. Theo đó thì Rolex đã từng thực hiện chiến dịch marketing rộng khắp với câu slogan rằng những người đàn ông dẫn đầu lịch sử trên toàn thế giới đều đeo đồng hồ Rolex để nhấn mạnh giá trị đặc biệt mà dòng đồng hồ Day Date đem lại cho người đeo. Và cũng trong banner quảng cáo xuất hiện năm 1966, Rolex đã đặt ngay dòng chữ The President Watch lên chiếc Rolex Day Date vàng khối với mặt champagne. Khác với mẫu đồng hồ có trong banner năm 1966, thì phiên bản đồng hồ Rolex Day Date 228239 này xuất hiện trong bộ vỏ bằng vàng trắng, song vẫn có khá nhiều điểm được giữ lại. Điều này rất quen thuộc trong ngành công nghiệp đồng hồ. Đổi mới và truyền thống luôn phải song hành với nhau. Những thiết kế đồng hồ mới ra luôn chứa đựng những tinh hoa chế tác truyền thống đã từng vang danh trong quá khứ. Mẫu đồng hồ Rolex Day Date 228239 với mặt số Rhodium nằm trong dòng đồng hồ Day Date 40 mà Rolex giới thiệu lần đầu vào năm 2015. Những chiếc đồng hồ Oyster Perpetual Day Date 40 được tung ra với rất nhiều điều mới lạ. Bộ vỏ khung mới lạ, mặt số được hoàn thiện theo cách khác và thậm chí là cả bộ máy cung cấp năng lượng bên trong cũng hoàn toàn mới. Dòng đồng hồ Day Date 40 đã thay thế cho dòng Day Date 2 có đường kính là 41mm, trong khi Rolex vẫn tiếp tục sản xuất dòng đồng hồ Day Date 36. Hiện tại thì Rolex cung cấp những chiếc đồng hồ Day Date 40 trong các chất liệu như là vàng, vàng Everose, vàng trắng hoặc là Platinum. Mỗi loại sẽ có các màu mặt số tương xứng. Những chiếc đồng hồ Day Date 40 trong thời điểm hiện tại có thể đi kèm với vành bezel trơn, vành bezel chia khía hoặc là vành bezel nạm đá quý và chỉ có duy nhất một loại dây được sử dụng đó là President. Vậy thì với mẫu đồng hồ Rolex Day Date 228239 này chúng ta có gì? Đó là bộ vỏ khung bằng vàng trắng có thể kháng nước ở mức 100m, là vành bezel chia khía biểu tượng, là dây đeo 3 mối nối President, là một mặt số kẻ sọc Rhodium. Và mặt số này thì có màu xám khói. Đây vốn là một kim loại thuộc nhóm bạch kim hiếm, có màu xám tối màu, rất cứng và nóng chảy ở nhiệt độ cao. Sau khi khai thác bạch kim, trải qua rất nhiều phản ứng hóa học thì mới tạo nên một phần nhỏ Rhodium, chất liệu tạo nên mặt số của đồng hồ Rolex Day Date này. Và so với các dạng mặt số thông thường thì đương nhiên chất liệu này sẽ quý hiếm hơn và dĩ nhiên là đắt tiền hơn rồi. Mặt số kẻ sọc tương tự trên chiếc đồng hồ Rolex Day Date 228239 bạn sẽ chẳng thể tìm thấy trên bất cứ một bộ sưu tập nào khác ngoài Day Date 40. Được biết rằng họa tiết này được tạo nên nhờ công nghệ mới của Rolex. Hãng đã sử dụng máy cắt laser trên bề mặt đồng hồ sau khi được hoàn thiện kiểu trái tia. Với phong cách thiết kế mặt số dọc như là trên mẫu đồng hồ này thì có lẽ sẽ không thể làm hài lòng tất cả mọi người, đặc biệt là những ai theo đuổi các thiết kế truyền thống. Thế nhưng chắc chắn đây sẽ là đóng góp quan trọng trong số những mặt số kỳ lạ mà Rolex đã từng sản xuất như là mặt số đồng hồ thiên thạch, mặt số khảm trai, đá ferrite hay là đá bullseye. Từ mặt số Rhodium màu xám của mẫu đồng hồ này, ta sẽ bắt gặp những cọc chỉ giờ bằng vàng trắng được đính nổi và hai ô cửa sổ báo thứ vàng này. 10 cọc chỉ giờ đều được phủ chất phát quang, có tên là chromalite, tương tự với bộ kim đặt ở trung tâm, trong khi các đĩa thứ vàng này thì lại có màu trắng đặt bên dưới mặt số đồng hồ.
Còn bên trong mẫu đồng hồ này là bộ máy tự động 3255, bộ máy đời mới của Rolex trong nhiều năm qua. Trong một thời gian dài thì Rolex đã sử dụng bộ máy này trong tất cả các thiết kế đồng hồ thuộc bộ sưu tập đầy đét. Với 14 bằng sáng chế, bộ máy 3255 đã cho thấy mình là một bộ máy tự động có khả năng kháng từ, kháng sốc rất ấn tượng. Sau khi lên cót đầy đủ, người dùng có thể đeo đồng hồ Rolex đầy đét 228-239 từ tối thứ 6 đến thứ 2, nguyên 3 ngày cuối tuần mà không cần phải lo lắng việc hết năng lượng, bởi bộ máy này có khả năng dự trữ năng lượng lên tới 70 giờ đồng hồ, trong khi ở bộ máy cũ chỉ là 48 giờ đồng hồ mà thôi. Và đó là những điều thú vị xung quanh chiếc đồng hồ Rolex đầy đét 228-239 ngày hôm nay. Hy vọng rằng đây sẽ là những kiến thức bổ ích dành cho các khán giả của Gia Bảo Luxury. Và nếu như các bạn có ý kiến gì thì hãy để lại bình luận, comment ở bên dưới video này. Đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!